chào các em, ở trong video này chúng ta sẽ bàn đến gợi ý cày cuốc sắp số 61 nha Rồi tự đi ăn phân cái Thì sắp này mình quay lại mình ôn học kỳ mẫu cái mấy đó Tại vì Anh sợ các em bị quên kiến thức á mình cứ bây giờ mình làm bài mới thì mình cứ ôn lại cái đi Thực ra những cái thức này mình cũng đã học hết trơn, chúng cũng đã làm rồi Nhưng mà Tạm thời là trong hai tuần này chúng ta sẽ ôn lại thử Chủ nhật này chúng ta sẽ thi học kỳ 1 một, một lần. Rồi anh sẽ bắt đầu gợi ý nha. Anh sẽ gợi ý những câu khó thôi, những câu như câu 1 thì nó không có gì gợi ý các em. Câu 1 thì các em phương uh, trình cắt thôi. Câu 1 không có gì gợi ý. Mấy em đã đủ lòng đủ cánh rồi, mấy cái này là mấy em biết giải, nhưng mà câu 2 là là câu hai là cần phải nói nè. Câu hai là hầm hợp phải không? tất nhiên là cái hàm hợp này á các em cần phải lấy đạo hàm của nó đúng chưa cái cách giải cho tụi mình cũng vậy thôi lấy đạo hàm của g phải x là bằng f của x um, là nó bằng 3 x bình phương cộng 1 nhân f phải của cái này kệ nó rồi f phải t như vậy là cái f phải t bằng không có phải là cắt ngay số không hay không không phải nha tại vì cái này người ta cho em đồ thị fx chứ không phải là đồ thị f phải x anh sẽ gợi ý là nếu mà cái f phải t bằng không thì nó sẽ có hai nghiệm một nghiệm là không với một nghiệm là hai á là ngay tại những cái điểm của chị xong rồi em trả ẩn về rồi em em kể cái bản biến thiên nha à. em coi nó đạt cực tiểu tại x không bằng mấy rồi em coi cái cái giá trị x không nó nằm trong khoảng nào như vậy tại sao tác giả lại cho vậy là để nhằm tránh em dò đáp án á nhằm tránh dò đáp án rồi anh gửi nghe không có nói nữa nghe tại tôi nói nữa là coi như là si bôi hết cái đề luôn rồi không được không có sepoi câu 3 không để ý cái gì hết trơn tự làm câu 4 tự làm không có gì hết câu 5 cũng tự làm luôn câu 6 tính thể tích khối chóp mà người ta cho góc giữa ừ, cạnh bên AC vuông đáy hả nên anh vẽ à, đây có hình sẵn luôn nè AC bằng A à, ủa cái gì này đâu còn gì đâu mà tính đâu không có gì gợi hết câu 7 à câu 7 cho hình thang vuông hình thang vuông là người ta vẽ sẵn rồi nè. Tại A và B. Rồi bây giờ cái người ta kêu tính thể tích khối chóp S ACD đúng không? Thì bây giờ cái thể tích khối chóp S ACD á em phân tích nè. Nó chính bằng 1/3 h uh, SH. SH là cái chiều cao chóp nè, người ta nói là SH vuông đáy. Tại vì tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy thì là SH dung đáy đúng không? rồi nhân cho diện tích tam giác ACD nha các em không có được tính diện tích tâm không có được tính diện tích hình thang nha tính diện tích tam giác ACD vậy giờ mình suy luận nè à, góc giữa SC và mặt đáy là alpha xin cho tan alpha bằng căn 15 chia 5 góc giữa SC và mặt đáy là góc SC nào đó ai <laughs> à, không biết bôi nhưng mà đại loại nếu mà em biết cái góc đó là em sẽ tính được cái SH à, cái góc ra cái góc này cho là để tính cái SH nè Nếu như em tính được cái SH á là là chấm dứt rồi Tại vì cái diện tích tam giác ACD anh nghĩ là em vẽ cái hình thang đó em tính đơn giản mà Không có khó Anh đoán nha là tam giác ACD sẽ vuông tại A hoặc là C đó, Nhưng mà phải ngồi mình vẽ cái hình thang nha Mình tụi ngồi tôi đoán rồi Tôi nghĩ là ở vuông tại C đó nhưng mà ngồi mới ngồi vẽ đi chứ bây giờ Vẽ luôn cho coi luôn nè AB đúng không? AD phải không? Rồi này đúng chưa? C ngay đây. Rồi tao biết rồi tâm giác ACD là dung tại C rồi. Còn nó như thế nào đó, nó chứng minh như thế nào em ngồi cũng chứng minh đi nhưng mà anh nghĩ vậy thôi ngồi suy nghĩ đi. Nhưng mà 99% là hàng quỷ này dung tại C rồi. Cho nên em dính tính diện tích tam giác ACD ACD rất kỳ đơn giản Nó là 1 phần 2 AC nhân cho CD Hoài là nếu như cái lập luận của anh sai thì em phải tìm cái lập luận sắc bén em giải bài này Thì anh hướng dẫn ngay thôi nghe Rồi câu số 7 hướng dẫn ngay đó thôi uhm, Câu 8 làm gì trời Trời ơi câu 8 có gì đâu giải <laughs> Người ra cho diện tích với chiều cao rồi cầu cao rồi Rồi sao Câu 9 nè Câu 9 là cái tỷ lệ hệ tích phải không Bây giờ tụi mình vẽ cái câu 9 cái đây cho hình chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật có BC bằng 2AB bây giờ tụi mình cho đại luôn tụi mình cho AB bằng 1 luôn thì BC bằng 2 đúng không rồi cho đại đi cho tụi mình vẽ nha SA vuông đáy đó SABCD xong rồi bây giờ chắc chắn là em sẽ có thể Ừ, tính được cái diện tích hình chữ nhật rồi cái diện tích hình chữ nhật là base nhân 2 ổ lộn, cái diện tích hình chữ nhật là cái base là bằng hai rồi cái base có nghĩa là nguyên cái này nè nguyên cái như này gọi là cái base nè ờ, nguyên cái base là hai nè là số 2 đó người ta cho em m là trung điểm cạnh ad hả ổ lộn không? không phải m là trung điểm m là điểm nằm trên cạnh ad sao cho AM bằng AB Rồi Như vậy điểm M nó phải nằm chính giữa rồi BC bằng 2AB Đúng rồi điểm M nó phải nằm chính giữa Khoan không phải nằm chính giữa đâu AM bằng AB Mà AB là 1 AD là 2 Từ từ để tôi 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 lót tức kẹp coi AM bằng AB cho nên AM nó sẽ bằng 1 À vậy là thằng M phải là trung điểm rồi Hiểu ý, hiểu ý anh nói không? Tại vì em cho AB là một nè Mà AB là một thế nên AB AM là một Mà AD là hai cho nên AM M nó phải là trung điểm AD Đó cái đó là cái anh suy nghĩ nha Bây giờ người ta kêu em tính tỷ số thể tích giữa S, Và S, A, B, này đơn giản mà V của S A, B, M. Mà chia cho V của S ABC phải không Bản thân hai cái thằng chóp này nè Thằng ABM với thằng ABC hai thằng đó là nó cùng chiều cao rồi Như vậy là em chỉ cần tính cái tỷ số diện tích của nó thôi Diện tích của ABM Chia diện tích ABC Là xong rồi Hiểu ý anh nói không các em Tại vì cái thể tích là 1 phần 3 base nhân 2 Là 1 phần 3 diện tích nhân chiều cao trong khi đó là chiều cao nó giống hệt với nhau rồi Giữa cái thằng SABM ABM với thằng SBC nó là chiều cao giống nhau mà ABM cũng nằm dưới đáy mà ABC cũng nằm dưới đáy vậy em chỉ cần tính diện tích của hang này em chia nhau lại ra được tỷ số thể tích rồi rồi bài này không có gì hết bài 10 cũng không có gì hết trơn á rồi bài 10 tự đếm đi rồi xong bài nhớ đừng có chạy đích like nghe hôm qua bốn đứa chạy like cái tôi bài nghe nghe